Chào mừng các bạn đến với kênh Tự học đồ họa. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của các bạn xin vui lòng gửi về địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình. Hoặc các bạn có thể add friends Facebook của kênh Tự học đồ họa theo địa chỉ facebook.com/support đồ họa. Tự học đồ họa sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tự học đồ họa và tôi là Trịnh Đức Dương. Thì trong video này tôi sẽ cùng các bạn đi sử dụng phần mềm Premiere CC 2019 để chúng ta có thể lưu file, xuất file ở bên trong phần mềm này, làm sao để chúng ta có được một cái video nhẹ và chất lượng cao từ phần mềm Premiere. Thì để có thể xuất file, các bạn vào cho tôi phần file này, các bạn lựa chọn cho tôi phần export, các bạn chọn media hoặc là các bạn có thể ấn tổ phím Ctrl M để chúng ta hiển thị lên cái bảng export setting như này. Khi mà chúng ta cái bảng export setting hiện ra thì chúng ta sẽ có một số cái lưu ý như sau. Cái đầu tiên đó là cái phần hiển thị preview ở phía bên tay trái của chúng ta ở đây, các bạn có thể thấy này, để cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang xuất cái gì và chúng ta có thể di chuyển con chuột ở phía bên dưới này để chúng ta biết được là cái video mà chúng ta chuẩn bị xuất ra là như thế nào. Được chưa? Cái tiếp theo là phần bên dưới. Phần select zoom level là cái chế độ hiển thị của cái phần preview của chúng ta là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như chúng ta để fit có nghĩa là nó vừa với cái khung làm việc của chúng ta. Còn nếu như chúng ta mà để lên 10% chẳng hạn thì nó sẽ nhỏ lại như này, và để lên 100% thì nó sẽ lớn như này chẳng hạn. Thông thường thì chúng ta cứ để fit thôi. Cái thứ hai là nếu như trong trường hợp cái phần làm việc export setting của chúng ta hẹp, tức là hẹp hơn cái vùng cái màn hình máy tính của chúng ta ấy, thì các bạn có thể đặt chuột vào các góc của bảng này, chúng ta kéo để làm sao mở rộng cái vùng làm việc của phần bảng export setting ra, chúng ta có nhiều không gian để chúng ta làm việc hơn với lại cái phần mềm của chúng ta như này. Chưa? Rồi, phần tiếp theo là phần suộc. Phần suộc ở bên dưới này thì là các cái lựa chọn giúp cho chúng ta thiết lập các cái khu vực hay là cái độ dài hay là cái phần video nào mà chúng ta muốn xuất ra. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là cái hiệu ứng độ, cái lệnh đầu tiên của chúng ta là xuất toàn bộ cái sequence, có nghĩa là khi mà chúng ta tạo ra một cái sequence ở bên trong Premiere để tạo video, chỉnh sửa video thì nó sẽ từ đầu đến cuối của cái video. Thì chúng ta lựa chọn chế độ đầu tiên này thì chúng ta sẽ xuất toàn bộ các cái video mà chúng ta có ở bên trong phần chỉnh sửa phần mềm Premiere trên thanh timeline. Còn nếu như chúng ta chọn phần sequence in out có nghĩa là chúng ta sẽ thiết lập cái xuất cái đoạn video mà được tạo ra bởi cái mark in, mark out của phần mềm Premiere mà cái chúng ta chỉnh ở đây này. Ta có thể thấy là cái phần đây, chúng ta có thể cắt ngắn cái video mà chúng ta xuất ra ở đây hoặc là chúng ta kéo dài ra bằng cách là điều chỉnh hai thanh in out ở phía bên này trong phần custom. Đó. Thì thông thường ấy, chúng ta xuất cả video thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phần đầu tiên, xuất toàn bộ sơ quần ra. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nhìn sang cái phần bảng export setting phía bên này thì chúng ta sẽ có phần đầu tiên là phần format. Trong phần format này thì các bạn lựa chọn cho tôi một cái định dạng video mà chúng ta muốn xuất ra. Để có thể xuất ra được một cái video thông thường ở định dạng MP4, tức là định dạng phổ thông ấy, chúng ta có thể đăng lên YouTube, chúng ta có thể lưu trữ ở máy tính, có thể xem ở nhiều cái trình duyệt khác nhau, thì chúng ta sẽ để là H.264 để mà xuất định dạng MP4. Còn nếu như các bạn muốn có một cái video có khả năng tương thích tốt hơn thì các bạn để cho tôi AVI. Chờ. Nếu như các bạn muốn xuất audio thì các bạn để là MP3. Được chưa nào? Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn xuất video ở định dạng là MP4, cho nên là tôi sẽ để ở đây là H.264. Sau khi mà tôi đã lựa chọn được cái format, cái định dạng của chúng ta là H.264 là MP4 rồi thì chúng ta sẽ chọn phần preset. Trong phần này thì chúng ta sẽ được thiết lập các cái kích thước hay là cái độ phân giải của cái video của chúng ta. Ở trong này thì chúng ta có rất là nhiều những lựa chọn khác nhau. Ví dụ như là Facebook Full HD này, Facebook 4K Ultra chẳng hạn, hay là chất lượng cao 480p chẳng hạn SD, hay là 720HD chẳng hạn. Thì tùy vào cái mong muốn, cái mục đích của chúng ta mà chúng ta thiết lập các cái kích thước làm sao để mà tạo ra được một cái video với cái chất lượng như chúng ta mong muốn. Giả sử với cái cấu hình máy của tôi, nếu như tôi để 4K ở đây thì cái phần mềm của tôi nó sẽ không render được, tức là nó sẽ không xuất file được vì nó quá nặng. Còn thông thường ấy, tôi hay để là Full HD chẳng hạn, hoặc là chúng ta để chế độ 2K. Trong này chúng ta có thể lựa chọn các cái chế độ, ví dụ như là YouTube hay là
Vimeo chẳng hạn, chúng ta có thể xem ở đây. Còn một trường hợp là chúng ta muốn xuất cái video này ở một cái kích thước cụ thể như chúng ta mong muốn thì bạn click vào cho tôi phần Custom. Trong phần này thì chúng ta sẽ được thiết lập cái kích thước của cái video hay là cái tỷ lệ màn hình của chúng ta theo cái mong muốn của chúng ta, bằng cách là chúng ta điều chỉnh ở phía bên dưới này. Đây, chúng ta tắt bỏ cái phần dấu tích ở đây và chúng ta sẽ điều chỉnh cái kích thước của video bằng cách là điền số thông số vào phần Basic Video Setting. Chúng ta điền vào đây, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành render nó. Phần bên dưới của chúng ta là phần comment. Phần comment này là cái phần mà chúng ta miêu tả cho cái video của chúng ta xem là video này chia sẻ về cái gì. Nó rất là hữu ích trong cái việc là chúng ta sẽ tiến hành đăng các cái video này lên trên YouTube của chúng ta. Thì phần comment này là cực kỳ quan trọng. Nếu như các bạn muốn tối ưu SEO thì chúng ta sẽ phải mô tả video này. Thông thường ấy, khi mà chúng ta miêu tả video xong, chúng ta xuất video ra thì chúng ta sẽ chả thấy nó có cái dòng trạng thái comment này ở đâu cả. Nhưng mà tôi khuyên các bạn là chúng ta nên để cái phần comment này nếu như chúng ta muốn đăng lên YouTube. Tiếp theo là phần output name. Phần output name này thông thường thì nó sẽ trùng tên với lại cái phần sequence của chúng ta được thiết lập. Còn ở đây thì chúng ta có thể thiết lập một cái kích thước và một cái tên cho cái video này. Chẳng hạn như tôi sẽ lưu cái file vào trong phần demo này. Và tôi đặt tên ở đây là hướng dẫn xuất video chẳng hạn. Ví dụ như này, chúng ta nhấn save thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái định dạng của chúng ta ở đây đang là MP4 ứng với lại H264 ở kia. Rồi, phần bên dưới của chúng ta thì chúng ta có phần effect này. Chúng ta sẽ tắt bỏ cái chúng ta sẽ tích vào cái dấu mũi tên của export setting ở đây để chúng ta mở rộng cái vùng làm việc của phần effect ở bên dưới. Chúng này chúng ta sẽ không lựa chọn gì ở phần effect cả mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến phần video và phần audio của chúng ta mà thôi. Thì đối với phần video này thì khi nãy chúng ta đang để ở chế độ là custom thì chúng ta có thể chỉnh sửa kích thước của video bằng cách là điền width và height ở đây, và chúng ta có một cái link ở đây, chúng ta có thể bỏ link đi để mà chúng ta nhập kích thước tự do cho tỷ lệ màn hình. Và nếu không thì chúng ta cứ để mặc định của video như chúng ta quay, được chưa nào? Và ở đây thì cũng là render chất lượng tốt này, các thứ khác thì chúng ta cũng không cần quan tâm, cho đến cái thuộc tính ở phía bên dưới của chúng ta. Đó là cái thuộc tính target bitrate. Thì cái thuộc tính này sẽ quyết định đến cái dung lượng và cái chất lượng video của chúng ta. Ví dụ như trong trường hợp này tôi để ở đây là 5, nhưng nếu như tôi tăng lên 10 này, nên tăng lên 20 hoặc là cao hơn 50, 60 thì các bạn thấy rằng là cái dung lượng của file của chúng ta ngay bên dưới này này nó sẽ thay đổi. Tôi đang để ở đây là 31 thì dung lượng của tôi đang là 441 MB. Nếu như tôi giảm xuống tầm 5, tôi điền ở đây 5 này, thì các bạn thấy rằng là dung lượng file của tôi đã giảm xuống 74 MB. Thì thông thường ấy, với những cái trường hợp cái thanh của chúng ta ở đây như này thì chúng ta nên để là 5 để làm sao cho cái độ dài của video của tôi khoảng tầm 2 phút thì dung lượng của file là 74 MB là chấp nhận được với dung lượng của video là 2K. Chưa nào? Tiếp theo là phần audio. Thì trong phần audio này thì chúng ta không thiết lập ở các cái phần audio code hay là chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái phần sample rate thôi. Trong phần này thì chúng ta sẽ để ở mức cao nhất là 48.000 Hz này. Phần channel thì vẫn là stereo. Và chất lượng ở đây thì chúng ta sẽ để là chất lượng cao và bitrate của chúng ta là 320 kbps. Chờ, chúng ta có thể thiết lập ở đây. Đó là thiết lập về audio và thiết lập về video của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái phần bên dưới này. Thì chúng ta sẽ tích vào cho tôi cái phần là maximum render quality. Thì cái phần này là chúng ta sẽ xuất ra cái video với cái chất lượng cao nhất của video. Còn một phần nữa tôi quên chưa giới thiệu với các bạn, đó là khi mà chúng ta xuất thì chúng ta sẽ click vào phần export video hay là export audio. Nếu như chúng ta muốn xuất ra một cái video có cả âm thanh lẫn tiếng thì các bạn tích vào cho tôi phần export video và tích vào cả phần export audio nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành click vào hai lựa chọn. Một là phần que. Phần này sẽ giúp cho chúng ta mở lên cái phần phần mềm xuất video của Adobe, đó là encoder. Còn
Nếu như chúng ta không cài phần mềm này thì chúng ta sẽ lựa chọn export, và trong trường hợp này thì tôi sẽ lựa chọn vào phần export để chúng ta có thể xuất cái file này ra. Cái việc xuất file nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào độ dài của video, chất lượng của video, cấu hình máy tính của bạn và rất là nhiều yếu tố khác nữa. Và như các bạn đang thấy ở trên màn hình ở đây thì là cái video của tôi đang xuất ra mất khoảng tầm 3 phút, và lát nữa thì tôi sẽ tua nhanh cái đoạn này lên để chúng ta có được một cái kết quả để chúng ta thấy được là những cái thiết lập mà chúng ta đã thiết lập nó là như thế nào. Ok, các bạn vui lòng chờ trong giây lát. Rồi, sau khi mà chúng ta xuất xong cái video này thì các bạn có thể vào cho tôi phần thư mục mà chúng ta đã lưu trữ này. Thì ở đây chúng ta có một cái video hướng dẫn xuất video ở chỗ này. Có nghĩa là chúng ta đã xuất ra video thành công rồi. Đó, thì đó là cái cách để chúng ta có thể xuất ra một cái video hoàn chỉnh bằng phần mềm Premiere dưới định dạng MP4. Ngoài ra thì chúng ta còn rất là nhiều các cái kỹ thuật liên quan đến xuất file của phần mềm Premiere nữa. Ví dụ như ở đây tôi muốn chụp ảnh màn hình của cái file làm việc của chúng ta, thì tôi sẽ di chuyển đến cái frame mà tôi muốn chụp màn hình này. Tôi sẽ phóng lớn cái chỗ này lên một chút để chúng ta dễ quan sát. Đây, ví dụ như tôi muốn chụp màn hình chỗ này, thì các bạn nhìn xuống bên dưới của chúng ta có một cái biểu tượng máy ảnh này. Tôi click vào đây thì lúc này chúng ta sẽ có một cái file với cái tên, ví dụ như tôi đặt tên là hướng dẫn xuất file ảnh chẳng hạn đó, và tôi lựa chọn cái vị trí để tôi lưu này. Tôi sẽ lựa chọn vào trong phần demo và select folder này. Tôi chọn định dạng mà tôi muốn lưu ở đây là JPEG và click OK. Thì lúc này các bạn ra bên ngoài thì các bạn cũng thấy rằng là chúng ta có một cái file hướng dẫn xuất file ảnh của chúng ta hiện thị ngay ở phía này. Các bạn có thể click vào hình máy ảnh ở đây nhé. Thì đó là một cách thì đó là cái cách để chúng ta có thể xuất ra được một cái file video chất lượng cao và nhẹ ở bên trong phần mềm Premiere. Mong rằng với những gì mà kênh Đọc Đồ Họa vừa chia sẻ cho các bạn sẽ giúp ích được bạn phần nào trong cái quá trình các bạn học tập cũng như là rèn luyện của mình. Nếu như bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho video này một like, một share và ấn subscribe kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để mà nhận thông báo về các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.